Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là điện thoại Huawei i9 Prime với phần khay SIM được đặt ở phía trên đỉnh máy. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của Huawei i9 Prime không nhận SIM, nhận chập chờn cũng không, mất sóng, cần địa chỉ thay mới khay SIM cho Huawei i9 Prime. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên để chỉ động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Huawei i9 Prime nói chung và phần khay SIM của máy nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship khay SIM của Huawei i9 Prime đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.